cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú tính mình cưa cái cây sà cừ siêu to khủng lồ này các bạn, cái gốc 400 vành nha. Cái là nhánh khá là nhiều luôn các bạn, nhánh khủng không à. Cao mì vàng lúc tút cái chảnh nè. Rồi nó dương qua đây nữa nè. Nhánh dài không à. Nhánh mười mấy mét, 8-9 mét. Chú mình sạn cái công dây để chuẩn bị leo lên cây nha. Dễ hơn thì chấp. Có cái gốc, ghê cái gốc không các bạn. Cái gốc 400 vành. Sà cừ đây là sà cừ tím nha. Quay lên lần nữa cho các bạn xem. Lên quay xuống nha. Dương qua đây nè. Rồi chú mình máng mấy máy cưa G375 nha các bạn. Xài lam Latin lưỡi cưa ít tiền. Cây khủng lồ ghê chưa các bạn. Chỗ nào mình cắt cái nhánh nào trước đây. Qua bên đây à. Chỗ nào cắt một khúc khô rồi đó. Bên kia có cái nhà nữa. Chú mình đang cắt ba cái dây cho nó chống nó, cho nó gớt gọn xuống hết. Rồi đi ra cái nhánh ngoài kia ngoái rồi. Bên kia nữa.
các bạn. Xin chúc mừng. Chúng mình di chuyển qua đây. Chúng mình xuống thị trường khung cái nhánh này. Chúng mình đứng xích vô này cắt đoạn lên nè các bạn. Dạ. Rồi chúng mình leo qua cái nhánh này nè. Chúng mình là cưa mấy cái nhánh nhỏ nhỏ cho gớt từ từ xuống nha. Nhả nó cho bạn. Nhánh lớn nữa. Trồng đúng rồi. Cắt sát trong luôn chú ơi. Dạ.
cắt ra Phúc ơi. Rồi chúng mình leo lên tới đó cộng dây rồi. Đây rất là to luôn. Hôm nay chú mình cắt hai nhánh bên này sẽ cử tím nha. Rồi chúng mình là cục treo vô một nhánh đó đó các bạn. Đang leo vô mà. Xoay qua đây luôn này. Bán mấy cửa vừa về đây an toàn, thả cái nhanh cày ra xuống các bạn ạ. Ê, cái trận đụng ngoài kia. Rồi, chú mình ở trên đó bắt đầu chuẩn bị treo một nhánh nữa nha. Nguyên cái cây cũng người chưa các bạn, 400 quanh nha. Chúng mình ở trên đó mở dây xả từ từ xuống nha. Rồi giờ xuống nè các bạn ạ. Xuống rồi nè. Kéo kéo qua này cái Phúc rồi. Rồi đứng luôn rồi. Ê ngã. Chúng mình buộc treo dây một nhánh nữa nha. Nhánh này nè các bạn. Đầu chúng mình cắt ra đó các bạn ơi. Chiều rồi đó các bạn ơi. Chiều rồi đó, chúng mình đang canh gió. Ngã. Còn đen luôn. Những cây xuống nè. Rồi chú mình đã cuộn dây xong rồi đó các bạn ạ. Bây giờ cưa cái nhánh to đó nha. Ngã đó các bạn. Giật nó bay cái nhánh cây toàn đen là tới đây luôn. Xả xuống các bạn ơi. Rồi ra ngoài Phúc ơi. Rồi chúng mình di chuyển xuống dưới này cắt một đoạn nữa nha các bạn.
chưa mở miệng đang lấy cái miếng đó ra nè các bạn. Đứt ra đó. Rồi chúng mình bắt đầu cưa đó cho nó ngã nè các bạn. Siêu rồi đó các bạn ơi, siêu đó, ngã. Được, chúng mình leo xích xuống.
xuống các bạn ơi. Rồi chúng mình xuống tới dưới rồi các bạn, để mình tiếp với chú cắt dọn dẹp mấy cái nhánh các bạn ơi, quá nhánh luôn rồi. Rồi video mình đến đây cũng xin tạm dừng luôn nha các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo nha các bạn, nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn, mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.